Ấy, chào anh em. Không trốn đi hả anh? Anh trốn đi, sếp đang tìm trốn đi. Đi anh. Trốn đi. Wow, hai lá bài sai bú tả, sếp đang tìm đấy. Sếp bắn anh đây. Non. Sao lại non máu nhỉ? Anh chuẩn bị cả rồi. Đây này, nhớ là tai nhá. Sau hồi sếp có hỏi đây, bảo hôm qua anh đi khám tai, tai bây giờ không nghe thấy. Tỉnh không? Nope. Người có kinh nghiệm. Thảo. Thôi kìa. Sếp ơi, anh Khôi hôm qua anh đi khám tai, ngẫy rồi. Khôi, chặt, thằng này có chiêu mới để phòng vệ à? Lá bài xuyên qua ma thuật của tao đây này, mày cứ nghe. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chữa bệnh điếc cho nhân viên. Đeo vào, nhân viên gọi rồi. Alo Khôi à, bây giờ mày nghe được rồi đúng không? Vâng, sao thế? Bây giờ mày thích như thế nào? Hôm qua thằng nào đăng bài sai chính tả, bây giờ lần này phạt bao tiền Khôi nhỉ? Trời ơi, xem chú anh em. Chú anh em làm sao? Để tiền em chữa tài chứ. Chữa tài à? Yên tâm. Thưa các bạn, tôi xin. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu mọi người chiếc tai nghe mà không cần đeo vào tai vẫn nghe bình thường, kể cả thằng Khôi nó có bịt tai lại vẫn nghe được những gì tôi nói nhá. Đầu tiên là xin lỗi các bạn là phải tắt đóng clip đoạn này. Sốc thật. Tai nghe sốc không? Vâng, đây chính là chiếc tai nghe Sox. Và bởi vì sản phẩm này nó là thiết kế dành cho những người luyện tập thể dục thể thao, các bạn biết tại sao không? Đây, đầu tiên là nếu mà Khôi là một người gặp vấn đề về tai thật thì nguyên nhân chính là cái việc là nếu chúng ta đeo tai nghe nút tai nhiều như thế này. Sau đó là nếu như các bạn chạy thể dục thể thao, các bạn ra mồ hôi, các bạn bí bách, các bạn khó chịu nghe tai nghe nhiều thì tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến một phần nào thính giác của chúng ta. Và để giải quyết vấn đề này thì thương hiệu đã cho ra một cái tai nghe cho phép chúng ta có thể truyền âm thanh qua xương. Tức nghĩa là thay vì các bạn phải đeo tai nghe vào bên trong thì các bạn chỉ cần đeo nó ở hai bên như thế này thôi. Vừa cho mọi người một không gian vô cùng là thoải mái, các bạn có thể chạy bộ, thể dục thể thao, ra mồ hôi, nắng mưa hay không thì không quan trọng nữa. Mà vẫn cho mọi người cái phần tai nghe chúng ta là vô cùng là thoáng. Mọi người sẽ không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta quá nhiều trong quá trình luyện tập nữa. Rồi, quay trở lại thì sản phẩm tai nghe này được thiết kế rất là êm ái khi mà các bạn có vòng đeo vào tai đi chăng nữa. Cái phần thiết kế này nó ôm nhẹ đến cái tai của chúng ta. Các bạn sẽ không hề bị rát, sưng hay là làm dị ứng với da khi mà mọi người đeo cũng như là thao tác vận động. Tuy nhiên cái thiết kế tai nghe này thì rất tuyệt. Đã thấy Beethoven nào bị cụt tay chưa? Chuẩn bị rồi này. Và cái chiếc tai nghe này hay ở cái chỗ là nào? Khi mà các bạn thử thể thao gần như nó không vướng víu bất kỳ gì. Các bạn biết là khi chúng ta đeo những cái tai nghe True Wireless mặc dù có thể rất là bám tai thật sự, nhưng khi chúng ta chạy bộ hoặc là đôi khi có những vận động mạnh hoặc các bạn bị ngã xòe chẳng hạn thì tai nghe vẫn có thể rơi ra. Còn chiếc tai nghe này vốn dĩ đã ôm vòng cái phía sau đầu chúng ta thì không có hiện tượng đấy xảy ra. Chỉ có một cái điểm trừ là gì? Đó là những cái tư thế mà các bạn phải nằm xuống như các bạn gập bụng là cái vòng dây nó sẽ chạm vào phần cổ của chúng ta thì nó không thoải mái bằng thôi. Nói về khả năng đàm thoại, đây là một yếu tố mà mình thấy khá là quan trọng ở trên chiếc tai nghe này thì nó có khả năng nói chuyện rất là tốt. Mình đã có thử nghiệm là kể cả khi mà đang tập thể dục sau đó nhận cuộc gọi trên con này thì khả năng nói chuyện của nó cũng tuyệt vời, không gặp bất kỳ khó khăn nào, mặc dù là xung quanh chúng ta là có mà bị ồn một chút. Tất nhiên ở những phòng tập hay các bạn chạy bộ ở ngoài đường ở trong công viên thì vẫn có thể nói chuyện bình thường luôn. Hiện tại mình đang thu âm bằng chiếc tai nghe Shock này, đây mọi người có thể nhìn thấy. Và mình đang ở ngoài đường, xe cộ khá đông, tiếng khá là ồn nhưng mà rất ok. Đang chạy bộ thì mọi người vẫn sẽ có thể để ý được những cái âm thanh ở xung quanh, chúng ta không hề bị bít lại hoàn toàn. Bên cạnh đấy thì mình nói về chất âm một tẹo đi. Một khi các bạn đã xác định đeo dòng tai nghe này thì tất nhiên các bạn không thể nói là chất âm nó gọi là hay nhất hay là xuất sắc nhất được, bởi vì đây là dạng tai nghe thoáng, nó không hề đi thẳng trực tiếp vào trong tai của các bạn. Âm thanh của nó mặc dù hở nhưng mà các bạn sẽ không bị hiện tượng thoát âm, tức nghĩa là người xung quanh sẽ không bị làm phiền với điều này. Về chất âm này, khi các bạn nghe nhạc những cái bài hát cơ bản thì các bạn vẫn cảm thấy cái độ rung sập sình mà khi chúng ta nghe nhạc truyền qua cái âm thanh như vậy. Nhưng mà nó lạ lắm. Cái này thì thực sự là các bạn phải cầm tai nghe lên các bạn nghe. Chứ còn nếu mà mình tả qua video này thì quá khó để mọi người thể hình dung được. Cái nút bấm của con này nó hơi khó thao tác một chút. Nó nhỏ. Vì thế nên các bạn thấy là nó bé tí nằm ở bên dưới này. Nếu các bạn mới đầu thì các bạn sẽ gần như chưa quen. Nhưng các bạn sử dụng một thời gian thì mình tin là anh em sẽ làm chủ được thiết bị của mình tốt hơn. Về những cái tai nghe như thế này thì các bạn thấy là trên hộp chúng ta sẽ được bảo hành lên tới là 2 năm. Trong hộp mọi người sẽ có một cái túi đeo này. Đây, cũng được thiết kế khá là đẹp. Về dây sạc của nó thì lưu ý phải giữ gìn cẩn thận vì nó là một cái chấu sạc dạng nam châm. Nó không phải là sạc giống như kiểu là bình thường mà chúng ta vẫn hay gặp ở trên thị trường. Như vậy, qua video này thì mình đã review chia sẻ nhanh các bạn về một chiếc tai nghe có khả năng truyền âm thanh qua xương.
Chiếc tai nghe này thì mình muốn nói nhiều về cái thiết kế, sự tiện dụng của nó dành cho những người tập thể thao, đa dạng thời tiết, không lo là bị khó chịu trong tai và vẫn có khả năng kháng nước các thứ chúng ta một cách ngon lành cành đào, chứ không phải là một bài tai nghe sâu về âm thanh được, bởi vì dạng tai nghe này nhìn qua đã thấy cái công dụng như độ lạ của nó rồi. Và các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy comment xuống bên dưới. Hẹn mọi người trong các video lần sau. Đi sạch hết luôn rồi. Sợ bị chửi đấy. Nó chết rồi. Lại phải chuẩn bị mấy thằng này cho giả điếc một lần nữa là nó điếc thật luôn. Hey,